Nguyễn Như Quỳnh, giám đốc công ty Kill Talent, hãy tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức trao vương miện và sash cho Miss Trans Star Việt Nam 2023, Trương Ngọc Hoàng Kim. Và Kim Ngân xin mời lên sân khấu ca sĩ Lâm Khánh Chi sẽ cùng với bà Nguyễn Như Quỳnh thực hiện nghi thức quan trọng và đầy ý nghĩa ngày hôm nay ạ. Đã có mặt tại đây. Cảm ơn Đăng Tiên, Cảm ơn Hải, KC hả? Ở đây ta Trang Nhung và có tay nó ta. Anh như cộng mình thôi. Ồ, và kém nhau Mộng Thường đã có đây nữa. Và kinh nghiệm lại muốn cho bên em xin nhé. Thì bây giờ em người bạn của mình luôn luôn đem đến cho mình nguồn sức mạnh để bạn có thể lần này mang chiếc vương miện đầu tiên của Miss Trans Star International về cho Việt Nam nhé. Thì đối với tiêu chí khi mà yêu cầu cuộc thi cũng vậy, thì áp lực và lo lắng cho mình cũng là có hết, nhất là khi đặc biệt hôm nay nữa mình sẽ đại diện Việt Nam đi quốc tế, đó là một cái hành trình cũng rất là áp lực cho mình nhé. Kim tin rằng mình sẽ làm được, vì thứ nhất mình có thể quyết tâm và mình sẽ máu tránh với cái hành trình của mình. Và International 2023 nay khi Kim đã có một tình thương từ khán giả, từ các chị em trong chương trình, và hiện tại và mọi người nơi đây đã thương yêu Kim, đã đến và ủng hộ, và Kim rất là cảm ơn và biết ơn và sẽ mãi mãi đồng hành với Kim Kim nhé. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành dành cho các thành viên thành công của Việt nha. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì Miss Trans Star International